Trong lịch sử, vỏn vẹn 26 cầu thủ từng giành danh hiệu quả bóng vàng và chỉ 10 người trong số này sở hữu từ hai danh hiệu trở lên. Với nhiều cầu thủ, việc được đề cử cho giải thưởng này cũng đã là một vinh dự. Hãy cùng điểm lại những cầu thủ sở hữu nhiều lần được đề cử quả bóng vàng nhất. Ibrahimovic là một trong những tiền đạo xuất nhất thời của mình và là cầu thủ chuyên nghiệp hiếm hoi từng ghi bàn trong 4 thập kỷ khác nhau. Cả sự nghiệp, cựu cầu thủ người Thụy Điển sở hữu 11 lần được đề cử cho danh hiệu quả bóng vàng. Tuy nhiên, việc phải thi đấu cùng thời với hai siêu sao Ronaldo và Messi là một trong những nguyên do khiến Ibra chưa một sở hữu giải thưởng danh giá này. Hè 2023, Ibra đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 41. Benzema làm nên tên tuổi trong quãng thời gian 14 năm chơi bóng tại Real. Ở đội bóng hoàng gia, cầu thủ người Pháp đã ghi tới 354 bàn thắng, 5 lần giành cúp C1. Phong độ ổn định giúp Benzema có 12 lần góp mặt trong danh sách đề cử quả bóng vàng. Năm 2022, Benzema cũng sở hữu danh hiệu này, sau khi vượt xa người đứng thứ hai là Sadio Mane. Beckenbauer có sự nghiệp đáng nhớ, từng vô địch World Cup với tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Bên cạnh đó, ông còn cùng Bayern thống trị Bundesliga trong một thời gian dài. Beckenbauer từng 12 lần được đề cử cho danh hiệu quả bóng vàng và ông đã 2 lần giành chiến thắng. Nhắc đến Beckenbauer, người hâm mộ nhớ đến hình ảnh một trung vệ chắc chắn, bản lĩnh và mẫu mực. Cruyff chính là hạt nhân của lối đá tấn công tổng lực vang bóng một thời. Ông có đóng góp quan trọng cho nền bóng đá thế giới ở cả tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ngoại trừ chức vô địch World Cup, Cruyff đã có một sự nghiệp viên mãn với 3 quả bóng vàng sau 12 lần đề cử. Năm 1989, khi tạp chí Frankfurt Football tổ chức trao danh hiệu siêu quả bóng vàng V,